Đây gỏi cuốn đây các bạn, 5.000 một cuốn nha. Đây gỏi cuốn đây. À, này gọi... bò bía. Này bò, cái nào bò bía chị? Này bò bía. À, này bò bía, cũng 5.000 luôn nha. Mình là bà chuyên bán hai cái món này hả chị? Còn này gì chị? Dạ, cái đó bánh chuối với con ớt cũng. Bánh chuối hả? Bánh chuối này bán sao? Bánh chuối 3 miếng 10. 3 miếng 10 nè. Có nước dừa không? Nè bún là bán bún bánh ướt thịt nướng nè, có chả giò nè. Dạ, chả giò. Vậy tôi bán nhiều món mà. Dạ. Bán tùm lum món luôn à. Bún nè. Rau nè. Bánh ướt nè. Chị gái bán cái xe nè các bạn. Đó, bán ra xe nè. Là đường thôi. Bán bánh nè. Chị có phải là người địa phương Nam Du này không? Dạ phải. Chị sống đây bao lâu rồi? Sống hồi đời mẹ em, hồi đó ra mới có mấy tuổi tới giờ. À, tức là mấy chục năm rồi đó hả? Dạ đúng rồi. Đây chè chuối đây các bạn, 3 miếng 10 ngàn, 3 miếng hay 4 miếng? Dạ này 4 miếng 10 ngàn. Khuyến mãi luôn ha? Dạ. Ừ, 4 miếng 10 ngàn các bạn. Ủng hộ chị gái, chị tên gì ha? Em á, em tên Thí. Chị Thí à, Thí Nam Du. Có biệt danh gì không chị? Dạ không. Cầu Tàu, Nam Du. Bên cạnh là có quán nước à. Quán nước tên là Thí La. Cà phê phỏng, đá me, hạt mềm, cá thơm, nước ngọt các loại. Đây cà phê sữa của mình đây các bạn, cà phê sữa Nam Du 20.000, bao gồm có cà phê và sữa đó, vậy thôi các bạn. Cái kiểu mà người miền Tây bán cà phê hay chế cà phê ở trên ha, cho nó nhìn cho nó có cà phê rồi uống thôi các bạn. Đây là ốc giác các bạn, ốc giác. Còn đây là ốc nón, ốc nón đây. Cái này 450 nha các bạn, ốc giác à. Đây là ốc nón à, ốc nón đây. Wow. Tôm này là giá là 1.500.000 nha các bạn. Chế biến luôn á. Đây là ốc nhảy các bạn, 1 kg 80.000. Mình để mình sẽ thấy nó nhảy lên nha. Nên người ta gọi là ốc nhảy. Cá bò hòm 300.000 ký à. Nó giống cái thịt gà các bạn. Cua đỏ là món này mình chưa có ăn các bạn. Hải sản quá rẻ luôn. Thiệt, 150 luôn á. Chung là ốc này là ốc cua này cua đỏ nha. Nếu mà chưa chế biến là 120, còn chế biến là 150 các bạn. Dạ. Này ký sai mấy con anh? Đây theo mình lựa. À. Ước chừng khoảng nhiêu con? À, nếu trọng thùng cỡ 3 ngón tay thì khoảng 700 con. 700 con. Vì cái món này món là món gì ngon anh? Rang muối hả? Rang muối tiết. Con cá mú nó ngủ hơi kỳ nha các bạn, nằm bên con người nằm nghiêng qua bên nha. Cá nóc. Ký 300. Con này. Còn nếu là bao chế biến á. Ký 300 bao chế biến hả? Đây là con cua đỏ các bạn. Giá bình dân nha, giá này chỉ có 120 thôi, chưa chế biến là 150. Rồi, ok. Ok, khuyến mãi con luôn các bạn, khuyến mãi thêm con nữa nha. Ok, ok. Đây là nghêu nha các bạn. 120 chưa tính tiền chế biến. Này nghêu. Nghêu lại to nha các bạn. À, ký mốt. Ký mốt phải không? Ký mốt. Còn một à. Hứa với anh, em ăn một cục một. Rồi em ngồi nói chuyện với anh nửa tiếng. Cái này là cua đỏ. Lúc nãy là người ta nói là 1 ký của nó là 120, không chế biến là 30, là 150 các bạn. Cua đỏ nè. Quá trời luôn. Mình chưa có ăn con cua này bao giờ hết nên mình muốn ăn trải nghiệm thử nó như thế nào. Đằng nào công chế biến cũng 30 rồi nên mình quyết định mua 1 kg luôn nha. Lúc đầu mình tính mua nửa ký thôi, nhưng mà người ta nói công chế biến 30. Còn này cái nghêu này là nghêu to nha các bạn. Nghêu to à, lúc đầu là người ta nói là 130. Cái ông phụ bán nói 130, ông chủ nói tới 100. À, nhưng mà cuối cùng thương lượng giá cả là 100 đó các bạn. Bao luôn chế biến luôn đó. Hai món mình có hai món. Tức là món này là 150, món này là 200, 250 thôi các bạn. Nãy mình mua mình lựa là còn sống luôn đó, cưng lên luôn. Những cái thứ khác rất là mắc, chẳng hạn như là nước mía cũng mắc, 20.000 ly.
nước ngọt cũng mắc. Những cái trái cây cũng vậy, rau cũng vậy, những cái mà vận chuyển từ đất liền vô thì giá rất là cao, nhưng mà những cái hải sản này thì giá mình cảm thấy rất là rẻ, rẻ hơn rất là nhiều so với Sài Gòn và Vũng Tàu nha các bạn, rẻ hơn so với Vũng Tàu luôn á. Và đồ sống ngon lành nha, rồi ăn thôi các bạn. Ăn thôi các bạn. Ở đây người ta cho mình hai cái loại chấm nè, có cây tâm để xỉa, có cây tâm để cười cho con này. Còn bây giờ đang chờ đợi cái đồ kẹp để ăn con cua thôi. Rồi chuẩn bị ăn thôi. Con nghêu này là con nghêu hai còi nha các bạn. Nè nó có hai cái còi nè. Bình thường con nghêu chỉ có một cái còi thôi, mà con nghêu này là nghêu hai còi. Ăn thôi. Đây là cái dĩa cua đỏ các bạn. Nguyên một dĩa nha, một ký thôi mà rất là nhiều. Tha hồ ăn, lần đầu tiên mình ăn con này các bạn. Thưởng thức thôi, mời các bạn nha. Cái kèn đâu, cái kèn đâu, tìm cái kèn. Đây cái kèn đây. Chưa có ăn nhưng mà mình thấy cái giá nó cũng rẻ thì mình nghĩ chị chắc cái giá thì thông thường nó sẽ đi cùng với chất lượng. Này cái kèn đó các bạn, thử cái kèn coi. Ok ok. Mời các bạn nha. Thử nha các bạn. Tươi. Thơm, tươi ngon ngon các bạn. Nhiều quá. Bây giờ mình sẽ thử cái mình. Mình đột nhiên ăn không biết ăn sao luôn á. Wow. Gạch quá trời các bạn, trứng nè, gạch nè. Ngon nha. Các bạn. Còn đây là nghêu các bạn, nghêu hai còi. Mình sẽ thử ra. Con nghêu này rất là tươi mà ngon các bạn. Rất là ngọt luôn. Tắt camera ăn thôi nha các bạn. Tay giờ quá không có quay được. Nay ra ăn sáng ở quán Năm Nương nha. Ăn hủ tiếu hải sản. Đây là chả cá, cá chàm. Sau khi chiên xong thì nó sẽ như thế này. 70 ngàn một miếng, 70 ngàn một miếng nha. Ăn thử miếng rồi, dai ngon. Ở đây có ghi là điểm tâm sáng là hủ tiếu 40k, 4 riêu 40k, bánh canh 40k, cơm sườn, cơm tấm. Quán này nằm cạnh cầu tàu Nam Du. Đồ hủ tiếu 40k của mình đây các bạn. Hải sản bao gồm có là mực nè, tôm nè, chả cá nè. Ăn vậy thôi. Ăn thôi các bạn. Mực nè, chả cá nè, 40 ngàn nha. Cũng nhiều á. Cho miếng ớt vô các bạn. Có miếng chanh vô rồi ăn thôi. Ăn sáng thôi các bạn. Đây hủ tiếu của mình đây. Hủ tiếu hải sản nha. Có tôm nè. Tôm nè. Mực nè. Chả cá nè. Thôi thử ơi, thử ơi. Thử miếng miếng mực trước đi. Rồi mời các bạn nha. Mời các bạn. Thôi dài nha. Thử miếng hủ tiếu không. Ăn phần tôm chút ít à. Tôm nhỏ xíu à. Tôm tôm kiện á. Hải sản tươi. Nè các bạn, chả cá nè. Mời các bạn nha. Rồi. Cá chàm. Mình cũng không biết cá chàm là cái gì, nghe tao nói là cá chàm mà biết cái gì thôi. Một lát lên Google xem cá chàm như thế nào. Mình ăn xong á, một lát mình sẽ chờ là khoảng 8 giờ. Mình sẽ ra tàu du lịch đi khám phá. Nó có một cái tour 300 ngàn. Khám phá từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Khám phá ba hòn với một điểm lặn ngắm san hô. Coi như là 4 điểm. Bao ăn hai cử. Buổi trưa ăn cơm địa phương tại trên hòn Hòn Máu á, hình như là vậy, ăn cơm trên Hòn Máu, cơm địa phương. Rồi buổi chiều thì ăn cháo nhum. Mật dai quá mà ngon không. Mời các bạn. Nếu mà các bạn đi ra từ Rạch Giá ra Nam Du này á, tầm khoảng 10 giờ tới thì các bạn có thể tham gia cái tour mà buổi chiều là từ 12 giờ tới 5 giờ. Tour đó có 200 ngàn. Mình tour đó chỉ đi được một điểm, một tỉnh. Tour đó chỉ đi được một hòn với lại một cái điểm gần ngắm san hô thôi. Còn nếu mà các bạn mà hôm sau các bạn đi á thì ngày á thì có thể được ba hòn.
hòn Mấu, hòn Tre gì đó. Rồi một điểm nữa là ngắm san hô và được bao ăn hai cử. Cái tour 200 á thì chỉ được ăn một cử, đó là cháo á, cháo nhum thôi một cử. Cái nước lèo của cái hủ tiếu này á thì không được xuất sắc lắm, nhưng mà option ở đây thì ngon nha. Cái option trong đây chẳng hạn như chả cá nè, mực nè, tôm nè, bạch tuộc nè. Cái hủ tiếu này nó không giống chỗ ở Sài Gòn, nó mềm, nó thiếu độ dai. Cái nước lèo nó chắc do dân địa phương người ta thích nấu vài kiểu như vậy. Còn mấy cái option trên đây thì ngon, bạch tuộc nè, mực nè, chả cá nè. Chỗ này 40 ngàn nha các bạn. Nha bạn. Đặc sản Nam Du là đá me nha. Đây, giờ mình không uống đá me, mình uống nè, cà phê sữa. Ly này 20 ngàn các bạn. Rồi, thưởng thức thôi, cà phê sáng tại Nam Du. Quán của bà chủ ở khách sạn, nhà nghỉ à, Tấn Thảo. Rồi, lên tàu thôi các bạn. Tàu đây. Giá vé này, tour này là 300 nha các bạn. Rồi, tàu chuẩn bị đi các bạn. Đây, cái buồng lái của thuyền trưởng này. Đây là phía trên nha. Rồi, tàu rời bến các bạn. Bắt đầu xuất phát. Đây là tàu du lịch, còn những cái tàu kia là tàu chở hàng. Ở vị trí này mình thấy được cái nhà nghỉ mình nè. Bây giờ sẽ đi vỏ lại vô trong đảo các bạn. Thuyền lớn không có vô trong được, sợ mắc kẹt. Anh lái vỏ lại nè, sẽ đưa mình vào bên trong đảo. Còn những người mà không đi vào trong đảo thì ở trên thuyền này ha, đi đến một cái chỗ khác để câu cá. Đây có quán nước nè, Hòn Dầu. Đây là Hòn Dầu nha các bạn. Hòn Dầu trong cái tour Nam Du. Wow, đây là xích đu phô cực. Chào các bạn, mình vừa lên trên Hòn Dầu các bạn. Hòn Dầu Kiên Giang ở trong cái quần thể Nam Du nha. Ở trong cái những cái dãy hòn đảo ở Nam Du, quần đảo Nam Du. Đây là Hòn Dầu. Bây giờ mình sẽ lên cái Hòn Dầu này mình khám phá. Cái Hòn Dầu này thì là một cái hòn đảo cũng nhỏ thôi, bình thường thôi, cũng ít dân lắm, ít dân sinh sống lắm. Thì trong cái tour du lịch nó thì nó có đưa mình đến đây nè, dạo dạo tham quan đây một chút rồi đi hòn khác. Tại lúc nãy là có sự lựa chọn các bạn, là mấy người lái tàu người ta có lựa chọn. Tôi nói là ai muốn lên trên hòn này chơi thì lên, còn ai không muốn lên hồ này thì có thể đi ngồi trên tàu để họ đi câu cá câu mực. Nếu mà lên hồ này thì tự do tham quan một tiếng một lát rồi lên thuyền lại. Điều đầu tiên mình thấy là cái hồ này là có rất là nhiều cây dừa, ngoài kia có một cái xích đu vô cực rất là đẹp các bạn. Mình sẽ đi vòng vòng khám phá coi có người dân sinh sống như này không, xem họ có buôn bán gì không, có trồng trọt gì không. Ngoài cây dừa ra thì mình thấy có cây bàn. Rồi đi vòng vòng khám phá thôi các bạn, cùng mình khám phá nha. Hòn Dầu tại quần đảo Nam Du.
Mấy cây dừa này thì không thấy trái nha, có mà ít à, có cây có cây không, có cây có trái, có cây không có trái. Mình sẽ đi vào hướng bên này nè, mình sẽ đi vào hướng bên này để mình khám phá. Wow, bên này có cây dừa, cây dừa nghiêng nè, mình sẽ tới cây dừa nghiêng cho các bạn xem. Cây dừa nghiêng rất là dễ thương đây, cây dừa nghiêng ra biển một góc 90 độ, sau đó là ngóc đầu lên. Đây là cây dừa nghiêng. Đây là cây dừa nghiêng các bạn, rất là dễ thương nha. Gia đình mình ở đây sống đây bao nhiêu năm rồi chị? Sống đây mấy chục năm rồi. Đời rồi. Hai ba đời rồi. Đời ông bà rồi, bây giờ cha mẹ rồi, giờ này tới con rồi, ba đời rồi đó. Nhưng mà trên đây rồi mình có lấy lương thực ở trên bên kia không? Mình chạy qua chạy lại hả? Qua bên mấy cái hòn đó mình mua về gạo ấy rồi kia, còn hồi xưa là đi xuồng buồm đi vô Gạch Giá chẳng á. Dạ. Cả cái hòn dầu này, hòn dầu. Chị có tầm khoảng bao nhiêu người chị? 10 người không? Mười mấy người. Thế nhà mình có xài rồi chị có bán không hay mua? Không, tại vì không có bẻ về, có xài sống không mà. Xài sống hả? Ừ. Xài sống chấm muối hả? Ừ. Tại còn ở trên cây mắc đi dọn vườn vườn gãy thì không, chưa có bẻ về, chứ trên cây trên gãy thì còn nhiều. Có ăn xài sống thì lên trên đó bẻ vài trái xuống chấm muối ăn đi. Dạ dạ. Đó trên đó cát và độc đó mà nó dạ, chưa có già. Con lên đó bẻ. Dạ dạ. Bẻ trái ăn đi chứ thòng thòng xuống đó. Còn cái chùa này tên gì? Chùa này cũng như chùa gia đình. Chùa gia đình thôi. Ừ, cũng như là ở đây ở hòn ở bãi gặp cái chùa nhỏ thờ hồi xưa tới giờ. Dạ. Ừ. Cũng mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi. Ở đây 70 năm. Ở đây thì bị gì mình sống ở đây mình có máy phát điện không? Có điện năng lượng. À, điện năng lượng mặt trời. Hồi xưa thì mình hồi trước nữa ha, thì đốt đèn dầu. Dạ. Rồi kế đó cái mình mua máy mình phát điện. Rồi, hồi đó dạ. Bây giờ mình 60 tuổi thì cái chùa này nó cỡ trước mình đó là cỡ cả trăm năm rồi, hồi đời má mình đó. Đời đời ông cố. Cũng như giờ cái này mình ở là mình ở có đất vườn ở đây mình ở đang mình gìn giữ mình dọn. Dạ. Mình chăm sóc cây cối. Có ở trên hòn gì có buồn không con? Quen rồi ha. Dạ. Chứ chị em đông lắm, người ở Gạch Giá đồ ở mấy chỗ kia hết chứ người. Tại vì cô ít con rồi, cô ở đây con cô nó đi Gạch Giá rồi nó, còn cô ở đây cô quen rồi. Quen. Dạ. Chứ mình đi bỏ hết nhà nước lấy của mình. Mình đi bỏ hết nhà nước lấy của mình hả? Đi đất vườn mình nhiều lắm. Dạ. Ừ. Hiện tại mình đang trồng cái gì cô? Xài với là dừa hả? Xài dừa. Xài dừa. Chứ mình bỏ nó hết là nhà nước nói quan là nhà nước thấy. Mình ra ai đi đâu đi thì mình cũng phải có một hai người ở đây mình dạ, giữ. Mình không có đi hết được. Có dừa không? Bán cho cháu không? Trái dừa đi. Dừa không có, nó không có bẻ. Trên cao quá hả? Ừ. Đây nhà người dân các bạn, trên hòn dầu. Nhà của cái cô đó đó. Ở trên đây cũng thời gian lâu rồi nên cũng quen. Cái người thành phố lên đây ở một hai hôm là chắc cũng nhớ nhà lắm. Đây cây xài nè. Cô kêu là có ăn thì vô hái ăn chứ cô không có bán. Đây các bạn. Mình cũng muốn ăn một trái xài trên đảo xem như thế nào. Mình hái trái này nha. Ra trả tiền cho cô có lấy không? Trên hòn dấu có một cái chùa nhỏ bằng gỗ. Wow, đẹp quá các bạn. Từ cho cái chùa đi bộ xuống một đèn nè. Quá đẹp luôn. Wow, quá đẹp. Có chị này người địa phương mà dắt đi à. Wow, đẹp quá. Quá đẹp. Nước trong thấy đáy luôn các bạn. À, màu xanh ngọc bích. Thấy đáy luôn. Và wow, đá dưới có màu luôn à. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Wow, quá đẹp các bạn. Màu xanh ngọc bích nha.
nước trong thấy đáy luôn, thấy những cục đá ở phía dưới luôn, cục đá ở dưới màu gì thấy luôn. Ôi đẹp quá, quá đẹp. Nhớ tới gành đá dĩa Phú Yên nha. Wow đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Wow, bông huệ quá trời các bạn, bông huệ trên đảo nè. Wow, quá trời luôn, bông huệ, bông giấy nè. Wow, quá trời đẹp nha. Ở trên Hòn Dầu có một cái chùa tên là chùa Hòn Thánh này các bạn. Chùa, nhưng mà hiện tại bây giờ đã bị bỏ hoang ha, bị dỡ mái rồi, hoang tàn. Cái chị Dương Địa Phương đây chỉ dắt mình đi và chỉ giới thiệu cho mình biết đó. Chùa này có trên tuổi thọ trên 100 năm. À, chị này là trên đảo nha, Dương Địa Phương trên đảo Hòn Dầu nè, chị đang hái xà cho mình nè, mình mua mấy trái ăn thử xem sao. À, đây các bạn, này quay cái trái, từ từ khoan chị, cho em quay cái trái coi. Đây đó, xà này tên xà này xà hôi hả chị? Dạ. À, xài hôi đó, ăn không có hôi đâu. Cây xài của nhà chị trồng nè. Đây một trái là một trái hùm hùm nè chị hát. Wow, cho em quay cái trái chị. À, xài trên cây nha các bạn, xài trên cây, xài trên đảo nha. Này, wow quá ngon. Cây xài trồng trên đảo nha các bạn, Hòn Dầu. Đây chị chủ nè, và mấy người du lịch chưa chắc gì đã được vô đây trải nghiệm. Hên mình gặp mà hai chị chủ này. Chị tên gì? Tên Diệu. Tên Diệu. Giáo vàng là tên là Hạnh. Hai chị tốt bụng trên đảo Hòn Dầu. Đây là cây sâm rừng các bạn. Ở đây người ta trồng rất là nhiều các bạn. Các cô đây trồng quá trời nè, sâm rừng nha. Cây này quý hiếm đó nha. Đây có cây vú sữa nữa nè. Đây là những cái bằng chứng là sống đây lâu năm các bạn nè. Đời ông bà đã chôn cất ở đây nè. Wow, đẹp quá các bạn. Đây có nhiều tiểu cảnh tại hồ chụp hình nha. Wow, quá trời tiểu cảnh nè. Wow, gió rất là mát luôn. Người ta xây dựng những cái này lên cho mình chụp hình nè. Rồi mình vào đây uống nước ủng hộ người ta. À, rất là nhiều chị em phụ nữ đây chụp hình tạo kiểu nè. Rồi lên tàu thôi. Cái này gọi là vỏ lãi hả anh? Lên vỏ lãi thôi. Rồi chia tay Hòn Dầu. Hòn Dầu. Chia tay Hòn Dầu. Có dịp sẽ quay lại. Cái xích đu và cột trên hai cây dừa rất là cao luôn. Rồi chuẩn bị lên hòn này. Hòn này tên là Hòn Máu. Đẹp quá, đảo quá, đảo quá. Đi này cảm giác mạnh các bạn, quá mạnh luôn, quá nguy hiểm. Đây Hòn Máu các bạn, vừa lên tới đảo là thấy có bán cà rê mà. Nhiều tiền cây anh ơi? Cây 10.000 hả? Mua mấy cây tặng cây? Mua số lượng nhiều có tặng khuyến mãi không? Bán em cây đặc biệt đi anh. Bên kia người ta sợ, nhưng mà thật sự mà ở đây mà chạy về bển còn ác hơn đây nữa.
Kem này đem trên đất liền xuống hay là nấu trên đây? Kem tự làm không? Đây quán ăn Thảo Nhã. Đang chế biến món ăn. Chào anh. Em ở trên nhà nghỉ Tấn rồi. Tấn Thảo. Tấn Thảo. Dạ. Đây, đây. Em đi tour có bao ăn á? Dạ. Rồi khi nào mình ăn được anh? Rồi mình 5 phút nữa. 5 phút nữa là có ăn không? Rồi. Món này là món gì anh? Đậu đũa. Đậu xào tôm. Đậu xào tôm. Rồi một món nhìn hấp dẫn ha, sáng sủa đẹp đẽ. Nhìn đây đẹp hơn ngoài đúng không? Rồi đẹp hơn. Samsung mà. Đây là cá đồng trắng nha. Ướp sẻ chiên gọi là sát với Ai Cập các bạn. Một lát đây con cá là giống như cái sát với Ai Cập á. Đây có món sẵn rồi nè. Quán ăn này kết hợp với bán nước luôn, võng luôn. Trong thời gian chờ ăn cơm thì mình sẽ quay sơ sơ cái khu vực này cho các bạn xem. Ai tắm biển thì lựa chỗ nào có bãi cát tắm, ai chụp hình thì xuống đá chụp hình. Ở đây mình có lẩu cá bóp mà. Cá bóp, có bốn phần cá bóp. Này. Này có xác ướp Ai Cập. Hai con cá chiên. Đây nè các bạn, rau xào.